Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là mình sẽ đi video này là mình sẽ đi quay cho các bạn trải nghiệm mà đi xe buýt đêm từ Osaka lên Tokyo nhé. Hiện tại mình đang ở ga Umeda. Quay lại chợ xem. Đây này, đây này, đây là gì nữa? À, bây giờ mình sẽ đi từ ga Umeda các bạn nhé. Tối nay là mình sẽ đi từ Umeda đến Osaka, từ Umeda Osaka đến Tokyo. Osaka thì buổi tối rất là đẹp luôn. Bây giờ mình ra chỗ xe các bạn. Hiện tại là mình đang ở chỗ đợi xe buýt các bạn. Các bạn xem ở trong cái vé của mình này. Bạn nào lần đầu tiên đi xe buýt đêm nhé. Thì trong cái vé của mình là có cái địa chỉ, có cái chỗ mà thông báo là đây là tuyến xe đi từ đâu tới đâu này. Mình là từ chỗ Umeda này lên Tokyo này. 21:50 nhé. Là Eko Dorimu Rokubang. Ở đây là chỗ đường xe đi xe số 1 này. Eko Dorimu 2B ở đường băng ở cửa số 3 nhé. Đây. Các bạn xem đi để ý xem có cái mình đây Eko Dorimu Rokubang xe số 1 kia. Đấy, mình xem trên kia mình sẽ thấy. Đấy, bây giờ chỉ giờ xe là 21:50 là xe của mình là 21:50 là chạy. Xem trên bảng giá kia là mình tra ở trong này cũng rất là dễ thôi. Đấy. Bạn nào ở sang Nhật mà sắp có chuyến đi du lịch đi đường xa thì để mà mua vé rẻ thì các bạn có thể mua vé qua trên mạng. Ở bên này cũng có nhiều người Việt người ta bán vé rẻ hơn là các bạn đi mua ở quầy nhé, rẻ hơn rất là nhiều luôn đấy. Nhưng mà các bạn nhớ là mua thì cũng phải để ý cẩn thận, tránh tình trạng bị lừa đảo. Bởi vì ở bên Nhật thì bên người Việt Nam mình lừa người Việt Nam mình là phần nhiều các bạn, chứ còn người Nhật thì lừa thì cũng có nhưng ít. Bây giờ là 21:50 mình có xe. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi đã. Đến sáng xe của mình đây các bạn. Rất là cao luôn, xe 2 tầng. Bây giờ mình đang xếp hàng để mà lên xe. Bây giờ các bạn vào sẽ kiểm tra vé. Kiểm tra check vé. Check vé xong là mình sẽ đi lên. Mình đi tới Tokyo hay Shinjuku? Tokyo nhỉ? Shinjuku là ngay phố Shinjuku là gì nữa? Về Shinjuku hay Tokyo? Anh hỏi. Tokyo đi đâu? Tokyo Shinjuku. Shinjuku đấy. Shinjuku. Ủa sao mình không đi Tokyo? Hay đâu đó? Nếu mà Tokyo mỗi gì? Ừ. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Bây giờ mình đã chuyển xe rồi, chuẩn bị đi thôi. Hẹn gặp các bạn sáng mai ở Tokyo nhé. Bốn giờ kém lại đến trạm dừng chân. Ôi, đi xe buýt rồi.
Mình chắc từ lần sau mình sẽ không đi xe buýt nữa. Mệt quá. Ui, đường cao tốc này nó đi nhanh đấy nhờ. Hello, buổi sáng tất cả mọi người. Hiện tại là mình đang ở trên con phố Shinjuku, Tokyo. Đến sớm quá mọi người ạ. Vừa có 5 giờ hơn thôi. Lúc sáng có mưa, bây giờ tạnh rồi. Đây. Takashi Maza. Wow, khu này khá là sầm uất đấy. Sầm uất nhất là khu Tokyo. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái gì ăn và đi về chỗ nhà anh em đấy. Đi. Bây giờ là bọn mình sẽ đi ăn sáng. Đi ăn món sukiya. Mình vẫn thích ăn món sukiya này hơn. Quán này hơi nhỏ nên phải đợi. Cơm bò trứng sống. Bây giờ mình sẽ ăn sáng và đi khám phá ở khu vực quanh Kyoto, quanh Tokyo và Yokohama, Saitama nhé các bạn. Nhớ đón xem video của mình thì video sau nhé. Cảm ơn các bạn.